Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay để cùng điểm qua những tin tức quốc tế cập nhật. Xung đột tại Đông Âu tiếp tục diễn ra với những màn giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine. Sau khi kết quả trận Soledad ngã ngũ với chiến thắng thuộc về Nga, sự chú ý đổ dồn về mặt trận khốc liệt tại thành phố Bakhmut, cách đó chỉ vài km. Theo tờ The Times, chính quyền Kiev đã gửi những binh sĩ không được trang bị đầy đủ đến khu vực này. Trong khi đó, Kiev và phương Tây tiếp tục e ngại trước khả năng Nga sẽ thực hiện cuộc đổ bộ mới vào Ukraine từ lãnh thổ Belarus khi Moscow và đồng minh Minsk liên tục triển khai tập trận. Tuy nhiên, mới đây, phe đối lập ở Belarus đã bác bỏ kịch bản này. Ở một diễn biến khác, Thủ tướng Ba Lan cảnh báo thất bại của Ukraine sẽ là tiền đề bùng phát Thế chiến thứ ba. Cựu lãnh đạo phe đối lập sống lưu vong khỏi Ukraine, tố Tổng thống Volodymyr Zelensky đang hủy hoại đất nước. Cuốn sách của tác giả người Mỹ Chris Whipple có tựa đề Cuộc chiến của cuộc đời ông ấy bên trong Nhà Trắng của Joe Biden tiếp tục tiết lộ thông tin đáng chú ý về xung đột Nga-Ukraine. Nổi bật là việc Nga có âm mưu ám sát Tổng thống Ukraine và Giám đốc CIA đã phải tới Kiev để thông báo về việc này ngay trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Các tin tức đáng chú ý khác, biến đổi khí hậu làm gia tăng bệnh sốt rét và bệnh lao. Chính phủ Anh ngăn chặn luật thay đổi giới tính của Scotland. Dân số Trung Quốc lần đầu tiên giảm trong 60 năm. Vụ rơi máy bay ở Nepal tìm thấy hai hộp đen. Hàng loạt trận động đất làm rung chuyển El Salvador gây nhiều thiệt hại. Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson viết hồi ký. Hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi sắp tái đấu tại Ả Rập Xê Út. Mỗi ngày một câu chuyện, hôm nay hãy cùng tìm hiểu về các thành phố Maya cổ đại với siêu xa lộ vừa được phát hiện ở Guatemala. Đừng rời khỏi màn hình, tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chương trình Thế giới hôm nay ngày 17 tháng 10 như thường lệ sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý về xung đột Đông Âu. Thời gian qua, các cuộc giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở miền đông Ukraine, đặc biệt là tại thành phố chiến lược Bakhmut. Hôm 16 tháng 1, tờ The Times của Anh Quốc đưa tin các lực lượng Ukraine ở chiến địa này thường xuyên phải đối mặt với tuyệt vọng và tổn thất nhân lực. Trong khi các quan chức Kiev báo cáo rằng quân đội Nga không đạt được bước tiến ở khu vực này. Cuối tuần trước, Moscow tuyên bố đã kiểm soát được hoàn toàn thị trấn Soledad gần Bakhmut. Tờ The Times cho hay một số lực lượng Ukraine bị áp đảo ở Soledad đã rút lui về thành phố Artyomov. Tờ báo lưu ý các đơn vị lực lượng Ukraine ở Bakhmut đã không được tiếp cận những loại vũ khí cao cấp của NATO. Đồng thời, những người lính ở đây cũng có ít kinh nghiệm chiến đấu. Trong cuộc chiến giành Soledad, họ chủ yếu chỉ bắn theo hướng mà quân Moscow tấn công. Theo The Times, Ukraine đã không để các đơn vị tinh nhuệ tham gia bảo vệ Bakhmut và Soledad vì cho rằng việc Nga chiếm được hai nơi này chỉ mang tính biểu tượng chứ không mang ý nghĩa về mặt quân sự. Về phía quân Nga, The Times cho rằng lính đánh thuê Wagner cũng bị tổn thất nặng nề sau các trận giao tranh khốc liệt ở thị trấn Soledad. Trong khi đó, lãnh đạo nhóm đối lập ở Beirut, bà Svetlana Tsikhanouskaya, cùng ngày đã bác bỏ khả năng Nga sẽ tiến hành một cuộc đổ bộ vào Ukraine từ hướng của Beirut. Tuy nhiên, nữ chính trị gia cũng không loại trừ việc Moscow sẽ phóng tên lửa vào Ukraine từ lãnh thổ quốc gia đồng minh. Kể từ ngày 16 tháng 1, Moscow và Minsk đã bắt đầu tập trận quân sự chung vào đầu tuần này, khiến Kiev và phương Tây lo ngại sẽ có một đợt xâm nhập của bộ binh Nga từ Beirut. Trong buổi họp báo bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới, WEF đang diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ, bà Tsikhanouskaya nói với Reuters rằng cuộc tập trận chỉ nhằm mục đích khiến người dân Beirut cảnh giác về khả năng chiến tranh và Tổng thống Alexander Lukashenko dường như đang làm mọi cách để tránh tham gia vào xung đột. Ngoài ra, bà Tsikhanouskaya còn cho rằng mục tiêu của tập trận là để đe dọa Ukraine, chuyển sự chú ý của quân đội Kiev sang khu vực biên giới với Beirut. Bà lưu ý rằng chế độ của ông Lukashenko cũng lo ngại liệu người dân sẽ phản ứng như thế nào nếu Beirut gửi quân đến Ukraine để cùng tham chiến với Nga. Vì thế tôi nghi ngờ khả năng tấn công trên đất liền. Tuy nhiên, các đợt phóng tên lửa của Moscow từ Beirut có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bà Tsikhanouskaya là lãnh đạo phe đối lập với chính quyền Minsk hiện nay. Bà đã lưu vong ở nước ngoài sau cuộc bầu cử năm 2020.
Cũng trong ngày 16 tháng 1, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cũng đã có phát biểu gây chú ý khi cho rằng thất bại của Ukraine có thể sẽ làm bùng phát thế chiến thứ ba. Qua đó, nhà lãnh đạo kêu gọi Đức và các nước thành viên NATO tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine. Phát biểu trong lễ kỷ niệm 50 năm sự nghiệp của chính trị gia Đức Wolfgang Schäuble tại Berlin, Thủ tướng Ba Lan Morawiecki nhấn mạnh Đức cần bàn giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, bởi người dân nước này đang chiến đấu không chỉ vì tự do của đất nước mà còn vì an ninh của toàn châu Âu. Máu của người dân Ukraine đang đổ để ngăn chặn xung đột lan rộng. Thất bại của họ sẽ là khởi đầu cho thế chiến thứ ba. Vì vậy, không có lý do gì để thôi xung đột Kiev hay trì hoãn việc cung cấp vũ khí cho họ, nhà lãnh đạo bổ sung. Thủ tướng Ba Lan Morawiecki đến thăm Berlin vào cùng ngày Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht xác nhận từ chức. Thời gian qua, Đức luôn phủ nhận việc có kế hoạch cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard cho Ukraine. Giữa lúc các đồng minh phương Tây đồng loạt tuyên bố cung cấp thêm vũ khí cho quân đội Kiev, mới đây phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định những nước hỗ trợ quân sự đang nhằm mục tiêu làm tổn thương Nga mà không quan tâm đến mạng sống của người dân Ukraine. Trong cuộc họp báo đầu tuần, ông Peskov cho rằng động thái cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ukraine của Ba Lan và Vương quốc Anh là dấu hiệu cho thấy phương Tây muốn xung đột leo thang hơn nữa. Tuy nhiên, những vũ khí này sẽ không làm thay đổi kết quả của cuộc chiến. Ông nói, những chiếc xe tăng đó rồi sẽ bốc cháy như các vũ khí khác. Theo vị quan chức này, Moscow phản đối các chuyến hàng cung cấp vũ khí cho Ukraine và chúng chính là bằng chứng cho thấy các đồng minh của Kiev đang muốn đạt được mục tiêu chống lại Nga. Trong những ngày gần đây, chính phủ Anh đã cam kết cung cấp 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 cho Ukraine, trong khi Mỹ, Pháp và Đức hứa hẹn chuyển giao xe chiến đấu bộ binh. Và Ba Lan cũng đã bày tỏ ý định gửi xe tăng Leopard cho Đức sản xuất tới Ukraine. Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, cũng tuyên bố rằng việc cung cấp thiết bị quân sự hạng nặng cho quân đội Kiev là rất quan trọng và cần được thực hiện nhiều hơn trong tương lai gần. Cùng chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Gần đây, cựu lãnh đạo phe đối lập với chính quyền Kiev hiện tại, ông Viktor Medvedchuk, lên tiếng cho rằng các chính sách của Tổng thống Zelensky đều không khoan nhượng với Nga và điều này sẽ đẩy Ukraine vào tình trạng nghèo đói. Theo trang RT, ông Medvedchuk đã lưu vong sau khi bị Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine bắt giữ. Đảng chính trị của ông Medvedchuk là đảng lớn thứ hai trong Quốc hội Ukraine và đã bị cấm vào năm ngoái. Cựu chính trị gia đối lập khẳng định Kiev đang thực hiện cách tiếp cận tương tự các quốc gia châu Âu khác. Tình hình này thậm chí có thể dẫn đến một cuộc đối đầu hạt nhân. Theo ông Medvedchuk, chính phủ của Tổng thống Zelensky đang gây ra sự tàn phá cho Ukraine. Ông Medvedchuk khẳng định, đối đầu với Nga là đi ngược lại với lợi ích kinh tế của Ukraine. Nga không chỉ là thị trường mà còn là nguồn nguyên liệu thô lớn mà Ukraine có thể hưởng lợi. Hủy hoại nền kinh tế là hậu quả không thể tránh khỏi của cuộc xung đột hiện nay. Ông cáo buộc phương Tây ủng hộ chính quyền Kiev vì những chiến thắng ở một số khu vực nhất định, dù Ukraine không đạt được bước đột phá quân sự nào. Ông Medvedchuk nói, điều này cho thấy rõ ràng hầu hết các chính trị gia Mỹ và châu Âu không muốn hòa bình cho Ukraine. Gần đây có thông tin cho rằng, một tháng trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm ngoái, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA đã bí mật đến Ukraine để nói chuyện với Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc Moscow lên kế hoạch ám sát nhà lãnh đạo này. Đó là chi tiết được đề cập đến trong quyển sách chuẩn bị lên kệ của nhà phân tích chính trị Chris Whipple của Mỹ, có tựa đề Cuộc chiến của cuộc đời ông ấy bên trong Nhà Trắng của Joe Biden. Theo tác giả Chris Whipple, giám đốc CIA William Burns đã bí mật đến Kiev vào tháng 1 năm 2022, khi Tổng thống Zelensky công khai bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc Nga đang chuẩn bị tấn công Ukraine. Nhà lãnh đạo cho rằng cảnh báo đó chỉ đang tạo ra sự hoảng loạn. Ông Whipple cho biết, Tổng thống Biden đã chỉ đạo giám đốc CIA chia sẻ những chi tiết về âm mưu của Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine đã tỉnh táo và bị sốc trước những phân tích về khả năng Moscow muốn ám sát ông. Thông tin tình báo chi tiết đến mức giúp lực lượng Ukraine ngăn chặn được hai nỗ lực của Nga nhằm trừ khử ông Zelensky, tác giả người Mỹ nêu trong cuốn sách của ông. Tuy nhiên, theo đài RT của Nga, thông tin về việc Nga muốn đoạt tính mạng của Tổng thống Ukraine là vô căn cứ bởi lực lượng Nga đã có không ít cơ hội để thực hiện điều đó, chẳng hạn như khi nhà lãnh đạo Zelensky mạo hiểm đến thăm Bucha, một thị trấn gần thủ đô Kiev, hay thành phố Bakhmut ở tiền tuyến miền đông Ukraine.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin từng bác bỏ thông tin Moscow muốn Tổng thống Ukraine phải chết vì thay đổi chế độ ở Kiev không nằm trong mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hiện Mỹ, Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin được đề cập đến trong cuốn sách của tác giả Whipple. Mới đây, Ngoại trưởng Vương quốc Anh James Cleverly đã bắt đầu chuyến công du đến Mỹ và Canada. Trong chuyến đi Bắc Mỹ lần này, vị Ngoại trưởng được cho là sẽ tìm cách tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, thông tin vừa được Reuters đăng tải. Vương quốc Anh là một đồng minh lớn của Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra. Trong một tuyên bố trước chuyến đi, ông Cleverly cho biết sẽ thuyết phục Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Canada Melanie Joly rằng đây là thời điểm thích hợp để đi xa và nhanh hơn trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông Cleverly tuyên bố, chúng tôi sẽ đoàn kết để chấm dứt cuộc xung đột ở Đông Âu và sử dụng mối quan hệ quốc phòng mạnh mẽ để bảo đảm người dân Ukraine giành được chiến thắng. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cho biết, Ngoại trưởng Cleverly cũng sẽ đề cập đến vấn đề Iran trong chuyến công du sau khi London triệu hồi đại sứ Anh để phản đối việc Tehran hành quyết một công dân Anh gốc Iran vào tuần trước. Trong khi đó, vừa qua, Quốc vụ Khanh của Bộ Ngoại giao Anh Quốc, ông Alistair Rex, cho biết chính phủ sẽ ngăn chặn dự luật thay đổi giới tính đã được Quốc hội Scotland thông qua trước đó. Dự luật thay đổi giới tính được Scotland thông qua vào tháng 12 năm 2022 nhằm giúp những ai muốn chuyển giới có thể thực hiện điều này một cách hợp pháp hơn. Động thái ngăn chặn của chính phủ Anh Quốc đã gây ra một cuộc tranh cãi mới. Ông Jack cho biết sẽ viện dẫn mục 35 của đạo luật Scotland năm 1998 để Anh Quốc ngăn một dự luật nào đó có thể gây ảnh hưởng không tốt đến quốc gia. Đáp lại, Bộ trưởng thứ nhất của Scotland, bà Nicola Sturgeon, tuyên bố sẽ bảo vệ luật pháp và Quốc hội Scotland. Sự bất đồng này có khả năng gây ra một cuộc chiến pháp lý giữa Edinburgh và London, khi chính phủ Scotland trước đó đã cảnh báo sẽ đấu tranh chống lại các động thái muốn làm suy yếu ý chí dân chủ. Một số nhà vận động cho quyền của phụ nữ đã lập luận rằng dự luật này thay đổi giới tính có thể đe dọa sự an toàn của phụ nữ và trẻ em gái, vì những người đàn ông sẽ được tiếp cận các nơi dành riêng cho nữ giới. Tuy nhiên, những người ủng hộ dự luật cho rằng cải cách là nhằm mang lại lợi ích cho người chuyển giới và không đe dọa đến quyền của phụ nữ. Các quốc gia như Ireland, Đan Mạch và Argentina đã áp dụng luật tương tự để giúp việc thay đổi giới tính trở nên đơn giản hơn. Tiếp tục chương trình là những tin tức ở khu vực châu Á. Thưa quý vị, theo các dữ liệu mới đây cho thấy, dân số Trung Quốc trong năm 2022 lần đầu tiên chứng kiến sự sụt giảm kể từ năm 1961. Báo cáo của Tổng cục Thống kê Trung Quốc hôm 17 tháng 1 cho biết, tính đến cuối năm 2022, nước này có 1,411 tỷ người, giảm 850.000 người so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu, tỷ lệ sinh trung bình của Trung Quốc trong năm ngoái đã giảm xuống từ 7,52 ca sinh trên 1.000 người vào năm 2021 xuống còn 6,77 ca sinh, mức thấp nhất được ghi nhận từ trước đến nay. Trong khi đó, năm 2022 cũng chứng kiến tỷ lệ tử vong cao nhất ở Trung Quốc kể từ năm 1976, là 7,37 ca trên 1.000 người. Các chuyên gia nhận định, sự suy yếu nhân khẩu học ở Trung Quốc là hệ quả của chính sách một con được nước này áp dụng nghiêm ngặt từ những năm 1980 đến năm 2015. Cùng với đó là chi phí giáo dục cao ngất ngưỡng, khiến người dân Trung Quốc không muốn sinh nhiều con hoặc thậm chí là không có con. Giới phân tích cảnh báo sự thay đổi mang tính bước ngoặt trên có thể là tiền đề cho sự suy giảm dân số kéo dài ở đất nước tỷ dân. Kể từ năm ngoái, Bắc Kinh đã triển khai nhiều chính sách để khuyến khích người dân sinh nhiều con như giảm thuế, tăng thời gian nghỉ thai sản hay trợ cấp nhà ở. Thưa quý vị, đã 3 ngày kể từ khi Nepal chứng kiến vụ rơi máy bay dân sự được cho là tai nạn hàng không thảm khốc nhất nước này trong 30 năm qua. Đến nay, các đội tìm kiếm đã tìm thấy hai hộp đen của chiếc máy bay xấu số trong tình trạng còn nguyên vẹn. Theo Reuters, cả hai hộp đen gồm một chiếc ghi âm lại âm thanh buồng lái và một chiếc chứa dữ liệu bay trên chiếc ATR-72 bị rơi hôm 15 tháng 1 sẽ nhanh chóng được gửi đi phân tích với hy vọng giúp các nhà điều tra xác định nguyên nhân vụ thảm kịch. Thủ tướng Nepal Puspa Kamal Daha đã chỉ đạo thành lập Ủy ban điều tra đặc biệt gồm 5 người và họ có thời hạn 45 ngày để nộp báo cáo cho chính phủ. Chiếc máy bay của hãng hàng không Etihad Airlines chở 72 người khởi hành từ thủ đô Kathmandu đã rơi xuống hẻm núi khi chuẩn bị hạ cánh xuống thị trấn Pokhara. Theo giới chức địa phương, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời quang đãng, nắng nhẹ và ít gió. Cho đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 70 thi thể nạn nhân. Các công tác tìm kiếm những người gặp nạn còn lại vẫn đang được triển khai tại khu vực sâu 300 mét,
song gặp trở ngại do sương mù. Nepal đã tổ chức quốc tang cho những nạn nhân xấu số của vụ tai nạn máy bay kinh hoàng vào ngày 16 tháng 1. Ít nhất hai công nhân gồm một người Trung Quốc và một người Indonesia đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại một nhà máy sản xuất nickel ở Indonesia vào cuối tuần qua. Thông tin được Reuters trích dẫn thông báo của cơ quan chức năng Indonesia. Giới chức Indonesia hôm 16 tháng 1 cho biết vụ việc xảy ra tại nhà máy thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc Jiangsu Desung Nickel Industry ở tỉnh Trung Sulawesi của nước này, sau khi một cuộc biểu tình đòi trả lương và đảm bảo an toàn lao động leo thang vượt ngoài kiểm soát. Theo cảnh sát, một số phương tiện ở công ty đã bị đốt cháy, trong khi 100 ký túc xá dành cho công nhân cũng bị hư hại. Hàng trăm nhân viên an ninh đã được điều động đến hiện trường để duy trì trật tự, trong khi ít nhất 71 cá nhân liên quan bị bắt giữ phục vụ công tác điều tra. Nhà máy cũng tạm ngừng hoạt động. Cơ sở sản xuất nickel của công ty Jiangsu Delong Nickel Industry khai trương vào cuối năm 2021 với tổng vốn đầu tư là 2,7 tỷ đô la Mỹ và công suất hàng năm là 1,8 triệu tấn. Tỉnh Trung Sulawesi của Indonesia là nơi có nguồn khoáng sản phong phú. Theo Reuters, các cuộc biểu tình tương tự thi thoảng vẫn xảy ra tại khu vực này khi nhu cầu nickel tăng cao do sự phát triển của pin xe điện. Trong khi đó, El Salvador, một quốc gia thuộc khu vực Trung Mỹ, vừa chứng kiến hàng loạt trận động đất gây nhiều thiệt hại. Theo các nhà chức trách, tổng cộng có 219 trận động đất đã xảy ra ở El Salvador từ chiều Chủ nhật ngày 15 tháng 1 cho đến sáng thứ Hai ngày 16 tháng 1 theo giờ địa phương. Không ghi nhận trường hợp nào tử vong, nhưng các trận động đất đã làm ảnh hưởng đến ít nhất 130 ngôi nhà, gây ra khoảng 20 trận lở đất. Giới chức El Salvador đã ban bố cảnh báo đỏ đối với các khu vực thuộc tỉnh Aruchapan, tâm chấn của hàng loạt sự thay đổi địa chất. Bộ trưởng Quốc phòng El Salvador, René Francis Merino Monroy, người có chuyến thị sát đến thị trường, cho biết hầu hết các ngôi nhà đều hư hại và không thể ở được. Ban ngành chức năng đang phối hợp với các tổ chức để hỗ trợ nhu cầu của người dân. Hiện các đội cứu hộ đang dọn dẹp hậu quả mà trận động đất để lại, trong khi chính quyền đã thiết lập tạm nơi trú ẩn khẩn cấp cho người mất nhà cửa. Tiếp nối chương trình là những thông tin văn hóa, xã hội, thể thao đáng chú ý khác trên thế giới. Hôm 16 tháng 1, Giám đốc điều hành của Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét, ông Peterson, cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng các ca nhiễm sốt rét trên toàn cầu. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF ở Davos, Thụy Sĩ, ông San đã nói, số ca nhiễm sốt rét tăng mạnh sau trận lũ kinh hoàng ở Pakistan trong năm 2022 và lốc xoáy ở Mozambique vào năm 2021. Bất cứ khi nào gặp phải một sự kiện thời tiết khắc nghiệt thì bệnh sốt rét sẽ gia tăng. Theo ông, một số hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đã khiến nước đọng thành nhiều vũng và sinh ra muỗi, khiến người nghèo dễ nhiễm bệnh. Ông San đã điều hành quỹ y tế toàn cầu lớn nhất và đầu tư mạnh vào các biện pháp ngăn ngừa bệnh lao, sốt rét và HIV ở một số quốc gia kém phát triển. Quỹ đặt mục tiêu huy động 18 tỷ đô la Mỹ, cho đến nay đã huy động được 15,7 tỷ đô la Mỹ. Ông Stan cũng lưu ý, trong tương lai, biến đổi khí hậu chỉ là một trong những yếu tố gia tăng dịch bệnh. Cuộc chiến ở Ukraine cũng đã làm gia tăng số trường hợp mắc AIDS và bệnh lao. Ở các nước có thu nhập trung bình như Ấn Độ, Pakistan và Indonesia, các trường hợp mắc bệnh lao cũng tăng cao. Reuters đưa tin, vừa qua cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chốt hợp đồng với nhà xuất bản HarperCollins để viết cuốn hồi ký kể về quãng thời gian ông làm Thủ tướng. Theo hãng tin, đây là một trong những giai đoạn kịch tính nhất trong lịch sử nước Anh. Nhà xuất bản HarperCollins xác nhận hợp tác với cựu Thủ tướng Johnson, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết về hợp đồng hay thời gian cuốn sách được xuất bản. Ông Boris Johnson đảm nhiệm vai trò Thủ tướng Anh từ năm 2019 đến tháng 9 năm 2022. Ông từ chức sau loạt bê bối. Trong đó, nổi bật nhất là vụ liên quan đến buổi tiệc được tổ chức tại văn phòng Thủ tướng ở số 10 phố Downing trong thời gian đất nước phong tỏa vì đại dịch COVID-19. Dưới thời ông Boris Johnson, nước Anh trải qua hàng loạt các sự kiện lớn như nước này rời Liên minh châu Âu, làn sóng COVID-19 hoành hành và xung đột ở Ukraine bùng nổ. Arabella Pai, giám đốc của nhà xuất bản HarperCollins, mô tả cuốn hồi ký về khoảng thời gian làm thủ tướng của ông Johnson là không giống ai. Người này cũng bày tỏ sự hào hứng.
Tôi mong được làm việc với ông Johnson về những sự kiện quan trọng mà nước Anh chứng kiến trong thời gian gần đây. Ông Johnson kỳ vọng sẽ tiếp tục sự nghiệp viết lách và tham gia vào các diễn đàn thảo luận sau khi rời nhiệm sở. Kể từ khi thôi làm thủ tướng, ông Johnson đã kiếm được hơn 1 triệu bảng Anh cho 4 bài phát biểu. Trước đây, cựu thủ tướng Anh từng cho ra mắt một số cuốn sách, nổi bật là cuốn viết về tiểu sử của cố nhà lãnh đạo Winston Churchill và William Shakespeare. Cũng trong ngày 16 tháng 1, vị vua cuối cùng của Hy Lạp, Constantine đệ nhị, đã về nơi an nghỉ cuối cùng tại Tartoi, cung điện mùa hè của gia đình, thông tin được Reuters đăng tải. Chiếc quan tài của cựu quốc vương Constantine được các con trai và cháu ông khiêng đến nghĩa trang nằm bên trong cung điện Tartoi, nơi chôn cất các vị vua và hoàng hậu Hy Lạp. Lễ tang còn có sự tham gia của các thành viên hoàng gia khác đến từ khắp châu Âu như vợ chồng vua Tây Ban Nha, Felipe và hoàng hậu Leticia, cựu quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos và công chúa Anne của Anh. Trong khi đó, bên ngoài cung điện, rất đông người yêu mến hoàng gia Hy Lạp đã tập trung để đưa tiễn, tỏ lòng thành kính với nhà vua quốc cố. Tôi rất vinh dự khi được có mặt ở đây, chứng kiến đám tang của ông ấy. Cựu quốc vương Constantine đệ nhị qua đời ở tuổi thứ 82 vào ngày 10 tháng 1. Ông bị bệnh tim mãn tính và phải nhập viện nhiều lần trong những tháng cuối đời do tình trạng sức khỏe liên tục chuyển biến xấu. Ông trở thành vị vua cuối cùng của Hy Lạp khi nước này chính thức xóa bỏ chế độ quân chủ thông qua cuộc trưng cầu dân Ý năm 1974. Về đời tư, ông có 5 người con với vợ là công chúa Anne Marie của Đan Mạch. Trong khi đó, các con đường của nhiều thành phố lớn ở Mỹ hôm 16 tháng 1 đã tràn ngập không khí náo nhiệt nhân ngày sinh của nhà lãnh đạo dân quyền, tiến sĩ Martin Luther King Jr. Những đoàn người đánh trống và nhảy múa đã tạo nên khung cảnh rộn ràng ở thủ đô Washington, thành phố Houston hay Texas để ăn mừng ngày Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. là một mục sư Baptist và cũng là một nhà hoạt động nhân quyền luôn nỗ lực để chấm dứt sự phân biệt chủng tộc đối với người da đen ở Mỹ. Ông nổi tiếng với bài phát biểu Tôi có một giấc mơ tại cuộc diễu hành vào tháng 8 năm 1963 ở Washington. Ông cũng là người trẻ tuổi nhất đoạt giải Nobel Hòa Bình khi mới 35 tuổi. Ngày 4 tháng 4 năm 1968, Martin Luther King Jr. bị ám sát trên ban công của một khách sạn ở Memphis. Ông qua đời ở tuổi thứ 39. Bạo loạn đã bùng phát ở một số thành phố của Mỹ sau đó. Chính phủ bấy giờ phải triển khai hàng nghìn binh sĩ vệ binh quốc gia đã duy trì trật tự cộng đồng. Truyền thông mới đây đồng loạt đưa tin, thành viên Jimin của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc BTS đã trở thành đại sứ toàn cầu mới của Dior trong mảng thời trang nam. Thương hiệu Pháp sau đó đã xác nhận thông tin này. Thông báo của Dior có đoạn, chúng tôi vui mừng khi Jimin của BTS chính thức là đại sứ mới của Dior. Trong những trang phục đầy màu sắc của bộ sưu tập Dior Summer 23, nam ca sĩ đã thể hiện được tinh thần của những tác phẩm sáng tạo đến từ giám đốc nghệ thuật Kim Jong. Bài viết của nhãn hiệu thời trang Pháp nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Đa số đều cho rằng nam ca sĩ xứng đáng với vị trí này. Trong quá khứ, Jimin từng có duyên hợp tác với Dior năm 2019. Ông Kim Jong đã thiết kế trang phục trình diễn cho BTS khi nhóm thực hiện chuyến lưu diễn Love Yourself, Speak Yourself. Jimin, tên đầy đủ là Park Jimin, sinh năm 1995. Anh ra mắt là thành viên nhóm nhạc BTS vào tháng 6 năm 2013 với vai trò hát dẫn và nhảy chính. Cũng trong ngày 16 tháng 1, truyền thông đưa tin Jimin có kế hoạch phát hành album solo vào tháng 2. Cùng đến với những chuyển động thể thao quốc tế, thưa quý vị, siêu sao Cristiano Ronaldo tới đây sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên ở Ả Rập Xê Út, càng đặc biệt hơn khi CR7 sẽ mang băng thủ của đội tuyển các ngôi sao bóng đá Saudi Pro League, đọ tài cùng Paris Saint-Germain của Lionel Messi trong trận giao hữu diễn ra tại Riyadh vào thứ năm này. Ronaldo đã dẫn dắt đội hình All-Star, các cầu thủ của hai câu lạc bộ Al-Hilal và Al-Nassr đối đầu cùng đội bóng Pháp PSG. Nếu như nhà vô địch World Cup Lionel Messi ra sân trận đấu tới, đây sẽ là lần đầu tiên người hâm mộ được chứng kiến màn đối đầu giữa hai huyền thoại kể từ tháng 12 năm 2020, khi Ronaldo còn chơi bóng cho Juventus đánh bại Barcelona ở Champions League. Trận cầu này đang tạo nên cơn sốt ở Trung Đông.
đã có hơn 2 triệu lượt yêu cầu mua vé trực tiếp, thậm chí loạt vé VIP được bán đấu giá lên đến 2,66 triệu đô la Mỹ. Kể từ khi chuyển đến Anas, từ Man United, Ronaldo vẫn chưa ra sân do thụ án cấm thi đấu từ Liên đoàn bóng đá Anh. Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha dự kiến có trận đầu tiên tại Saudi Pro League vào cuối tuần này khi Anas tiếp Al-Ettifaq. Trong khi đó, mùa giải Bundesliga sẽ trở lại vào cuối tuần này và đội đầu bảng Bayern Munich đã khép lại chuyến tập huấn theo cách ấn tượng nhất khi cùng nhau đi đua xe. Tại vùng núi Tyrolean ở Áo, Alfonso Davies, Sir Gregory, Jamal Musiala và tân binh Dele Blind đã có dịp trải nghiệm cảm giác lái xe trên băng, thực hiện những pha drift lạng lách đánh võng như trong loạt phim đỉnh đám Fast and Furious, tất nhiên là dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia và trong điều kiện an toàn. Chúng tôi có khoảng thời gian vui vẻ ở đây, thật tuyệt vời khi cùng các đồng đội trải nghiệm drift xe. Những điều như thế này giúp chúng tôi gắn kết với nhau hơn và tất cả đã sẵn sàng trở lại sân đấu. Bayern Munich sẽ có chuyến làm khách đến sân RB Leipzig trong trận cầu tâm điểm vòng 16 và thứ Bảy này. Hùng xá Bavaria đang dẫn đầu với 34 điểm, nhiều hơn Bremen 4 điểm. Cuối cùng hãy cùng chúng tôi đến Guatemala để cùng tìm hiểu về 1.000 khu định cư Maya cổ đại vừa được phát hiện. Trong số này có khoảng 417 thành phố chưa từng được biết đến. Các thành phố được cho là kết nối với nhau bằng mạng lưới đường cao tốc đầu tiên trên thế giới, nhưng bị che khuất hàng thiên niên kỷ bởi những khu rừng ở phía bắc Guatemala và miền nam Mexico. Tổ chức nghiên cứu nhân chủng học FRE của Guatemala cho biết đây là phát hiện mới nhất về các trung tâm của nền văn minh Maya 3.000 năm tuổi, được công bố lần đầu tiên vào cuối năm ngoái trên tạp chí Ancient Mesoamerica. Tất cả mạng lưới đã được xây dựng từ nhiều thế kỷ trước khi các thành bang Maya lớn nhất xuất hiện, mở ra những thành tựu lớn của con người về toán học và viết lách. Tổ chức nghiên cứu đã sử dụng công nghệ LIDAR bằng cách cho máy bay bắn các sung ánh sáng vào khu rừng rậm. Từ đó, các nhà nghiên cứu bóc tách thảm thực vật và lập bản đồ thể hiện các cấu trúc cổ xưa bên dưới. Theo tổ chức FAIR, trong đó các chi tiết mới phát hiện, đặc biệt nhất là hệ thống đường cao tốc hoặc siêu đường cao tốc bằng đá rộng lớn đầu tiên trong thế giới cổ đại. Cho đến nay, nhóm nghiên cứu đã phát hiện được khoảng 177 km đường xá, trong đó có những con đường rộng đến 40 mét. Phạm vi nghiên cứu kéo dài từ rừng Petén phía bắc Guatemala đến bang Campeche phía nam Mexico. Tổ chức FE cũng đã xác định được các kim tự tháp, sân bóng, công trình nước quan trọng như hồ chứa, đập và kênh tưới tiêu. Điều đó cho thấy sự phức tạp về kinh tế, chính trị và xã hội đã từng diễn ra đồng thời trên toàn khu vực này. Và những hình ảnh về thành phố cổ 2.000 năm tuổi nằm nấp dưới khu rừng nhiệt đới ở Guatemala vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.